đây 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 vi diệu lắm nè, vi diệu lắm. Sao vi diệu vậy? Chị có nghe vụ mà tình yêu như cũ anh Tài mới nãy em đọc không? Nghe rồi. Ở đâu em lượm được cuốn sách nè? Sao vậy em? Có số 2 nè, tình yêu như cũ anh Tài mới lanh quanh ở bên ngoài đã quên tình yêu như lúc qua giảm đứt ngay là số 2 nè. Ở đâu cuốn sách qua làm rớt? À, đây là cái cuốn sách mà Kim Lô Tô biết chìm của gánh hát Lô Tô luôn nè. Có ai làm rớt nè? Đây là Lô Tô tâm kinh của tôi. Ai cho cái bạc lấy của bà? Dạ tại biết thân phận em lại hát không có được hay, quá không có được nhiều nên em không có gặp em là bị mất trí nhớ cho nên em phải photo ra em học quý vị. Không, cưng đừng có nói bậy. Cái cuốn kinh này chị nhớ là trong chùa bà chịu. Em hẳn bạn ủng hộ rồi bắt đầu và sớm nhân tay lên đây đây cả bên ngoài kia 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 rồi bắt đầu ra đi. Hey, rồi những cái đẹp ơi mẹ đây nè cô ơi, mẹ bên đây đẹp ơi, đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên qua bên đây nhà nóng cho mấy anh bà lão kìa. Rồi qua bên phải nhìn về với mấy em ơi, mọi người ơi, chú em sẽ động dài tâm nhất cuối cùng dòng lại qua đây. Những tấm vé sau cùng lúc nào cũng là những tấm vé tràn đầy may mắn luôn à. Cái nào có được gì ạ? Chỉ có là cái em nhận tay ạ. Chia kia liền xử liền để cho chúng ta có quà. Qua bên đây luôn nè. Vô. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Đi vui quả, đâu em kết thúc tốt quá. Em đã trong đường, chúng mày nhảy trên đường. Còn em chưa lâu lâu số gì ra, số gì ra, số gì ra. Số gì ra, số gì ra, mấy gì ra, không số gì ra, số gì ra. Số gì ra, bắn có một đám, có một hộp, có chưa. Số gì ra, số gì ra, không số gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, không số gì ra. Số lên trong số hai qua, một chiếc gì cả em hai người tâm duyên. Nếu tâm sinh mở ra mà tâm anh cứ mang lắm mà thao, ta cần một bước trời cao cho anh không hơi như ngày em còn thơ. Bây giờ em đã có chồng như chim và lòng như ca cắm cầu, ca con kê biết bao mà về chim vào lòng biết thừa nào ra. Còn số ba, còn số ba, còn số ba số đầu tiên, còn số ba, còn số ba, còn số ba số đầu tiên, còn số ba. ba mươi chín, 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 ba
Để cho chúng ta càng nhiều dòng loại ra thì càng nhiều quà tặng, và nhiều quà tặng thì nhiều người chúng ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số nha. Vâng. 20 dự kiến ra. 20 có độ số 3. Số 3 có 2. 37. 37 có 3. 59. Dạ 59 hoàn toàn hợp lệ. Vâng, 59, 37, 20 và số 3. Và 4 số hàng ngang ạ. Rồi em sẽ được em tặng cho anh một đồ bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho anh nha. Rồi, anh và một cái phong bì, anh lấy tiền ha, lấy tiền hay là lấy lấy quà. Anh có vợ chưa? Lấy lấy. Rồi cái phong bì lấy cái đó thì đưa nó thôi lại. Vâng ạ, và bây giờ quý khán giả ơi, ủng hộ tham gia tham dự với chương trình mới chỉ là 10.000 đồng ạ. Cứ thưa về những chương trình này thì có 10.000 đồng là vé thôi, và chúng ta nhận được đó là vé đôi, đó là hai cơ hội đoạt giải thú vị nha. Với hai cơ hội chỉ có 10.000 đồng, tính ra là một cơ hội mình được thưởng á là chỉ có 5.000 đồng là vé thôi. Và khi đoạt giải chúng ta nhận về những quà tặng bên trên sân khấu của các bạn ô tô Hương Nam. Và nếu quý vị không lấy quà tặng, quý vị sẽ lấy về cho mình một phần quà, đó là một bao lì xì trị giá là 200.000 đồng thì dòng loại này. Và cô chú chị thân mến, đừng quên chương trình Lotto Show vào ngày mai vào lúc 18:30. Chúng em sẽ là đèn phục vụ quý vị vào ngày mai thú vị nha. Và trong tuần này là còn ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa thú vị. Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật quý vị ơi. Dạ tại vì á, đồng rồi á, chị em phụng quảng cáo chỉ có thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thôi, cho nên hôm nay thứ năm không có ai biết là chúng em diễn đến thứ năm. Cho nên hôm nay quý khán giả dù có tới đâu nào đi nữa, dù trưa thớt hay là đông, thì chị em phụng dẫn đem đến cho bà con cô bác với những nụ cười thật là dễ thương để cho quý khán giả và tham gia tham dự và ủng hộ giùm chị em phụng ạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thay mặt cả thác đó tôi Hương Nam kính chúc quý vị sẽ gặp may mắn ở dòng loại này. Bắt đầu do số và chúng ta ủng hộ nhanh và lẹ của chúng em bắt đầu từ số nha. Ba mươi chín số gì ra? Em mới học là số gì ra? Số gì ra?
Điểm kêu qua. Con số 2 có 1. 12. 12 có 2. 31. 31 có 3. 56. 56 đột lệ. Và chị Ba, chị đã đột giải rồi đó. Ừ. Lên đây, chị muốn lấy cái gì ở sân khấu của tụi em? Lấy chị mướp. 1 là trái lựu đạn, 2 có trái mướp, chị lấy hai cái nào? Rồi, dòng loại mới có bao nhiêu cụ quý vị ha? Là 10.000 đồng. À, kính mời quý vị tham gia tham dự ủng hộ dùm cho Khắc Thi cũng như là bụng đoàn Gánh Hát Lutu Hương Nam. Và đặc biệt quý vị nhớ kỹ là ngày mai thứ 6 và thứ 7 Chủ nhật, 3 ngày cuối tuần tại Gánh Hát Lutu Hương Nam sẽ phổ biến thêm những đêm diễn để làm cho quý vị hạnh phúc và đặc biệt hơn. Ê, nữa thấy vi diệu lắm nè, vi diệu lắm. Sao vi diệu vậy? Chị có nghe vụ mà tình yêu như cũ anh Tài mới nãy em đọc không? Nghe rồi. Ở đâu em lượm được cuốn sách nè? Sao vậy em? Có số 2 nè, tình yêu như cổ của anh Tài mới lanh quanh ở bên ngoài đã gần tình yêu như lúc qua giảm đứt ngay là số 2 nè. Có đâu cuốn sách qua làm rớt. À, đây là cái cuốn sách mà Kim Lô Tô biết chuyện của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam. Có ai làm rớt nè? Đây là Lô Tô Tâm Kinh của tôi. Ai cho cái bạc lấy ra? Bà. Dạ, tại biết thân phận em lại hát không có được hay, quá không có được nhiều nên em không có gặp em là bị mất trí nhớ cho nên em phải photo ra em học quý vị. Không, cưng đừng có nói bậy. Cái cuốn kinh này chị nhớ đó là trong chùa bà Chiểu. Em là đúng vậy. Bây giờ nè, biết có phải là tâm kinh hay không á thì dòng này cho mình nó kêu đi. Kính thưa quý vị, em xin phép quý vị dòng này em sử dụng lô tô tâm kinh. Em kêu một mình ơn em luôn. Cho quý vị dòng này luôn. Đó, đó, nè Thi, chị sức khỏe giúp chị thượng cái lòng cầu xuống đây cho em. Đó, ghê chưa. Một mình em kêu quý vị. Có cuốn này trong tay em không sợ gì hết á. Dạ, cuốn này em đang bán online 30 ngàn một cuốn. Bán luôn hả? BD tâm kinh hả? Lô tô tâm kinh gì BD kia đó. Lô tô tâm kinh. Chị có không? Rồi, bây giờ sắp xếp đi. Chị Thi. Gần mấy cái đảo chưa? Đến gì nữa? Bà đội, chị ngồi đây đi, chị cầm cho em này đi. Tại cái đây em phát điểm lập sách rồi. Chứ giờ sao mà lập? Trời ơi. Rồi, chúng tôi quý vị. À, với sự trợ giúp của Nguyễn này, một bên em chị đứng xuất ra em, chị hơi nát quá. Rồi, ổn định chú gì? Rồi, nè nha, rồi nha. Hồi báo rồi thế kia. Nè 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 nè. Nhìn số kêu là phải đúng nha. Kêu chính xác, kêu hay luôn quý vị. Rồi, okay, rồi đẩy lòng xuất ra đi. Kêu mình chấm, kêu mình chấm, kêu mình chấm, ok. Rồi, và cái bây giờ xin mời chúng ta bắt đầu. Do số... Yeah.
Hãy subscribe.
chị ra đố đi cái gì như quả chuối ta cầm vào một chút nước đã ướt em trái đó là trái phù lặng cái phù vui thật vui thật ra đời ơi người ta chưa là đồng hết đó. Trời đó có cái tài ta hay muốn chết mà trả lời cái cù lẳng. À nếu đố đâu chi còn chưa ta cù ta chưa đố xong đấy nè. Chưa đố xong em đợi một chút. Rồi tiếp đi coi. Không có số 4 nha các thi. Cuốn này mua nhiêu vậy? Dạ 30. Đếm cho tao 24 quý vị. Dạ rồi. Giờ nó bụng nữa. Sao kỳ vậy? Cuốn chân kinh em mà kỳ cục ghê á. Giờ số tiếp quý vị ơi. Vô nhạc má 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 nhạc má. Số gì đây mày? Kỳ đi mày. Kỳ đi cuốn chân đã gãy đi cái số 7. Con số 7. Con số 7. Con số 7. Ở đợt cái nữa nên là mình định dò hợp em dò ra 53 thì kêu ra em kêu có 1 38 em kêu luôn có 2 21 em kêu luôn có 3 số 9 cùng em kêu luôn có 3 53 38 21 và số 9 nè. Dạ hợp lệ anh trai anh lấy cái gì anh phong bì luôn. Dạ rồi vâng ạ. Em thật anh 4 lần rồi đó. Cái bàn anh em thấy 4 cái cục này rồi đó. Rồi kính thưa quý vị, chúng ta đến với dòng lời mới. Dòng lời tiếp theo vẫn là 10.000 đồng là vé thưa quý vị nha. Chỉ còn có 1-2 dòng lời đó thôi là chương trình Lotto Show của Hương Nam trong buổi tối đêm nay. Tối thứ năm sẽ kết thúc thưa quý vị.